Chào mọi người, video này Trần Khánh sẽ giới thiệu với mọi người về cái dòng ukulele ha. Cái dòng này các bạn mua cho các bé nhà chơi rất là ok, và đặc biệt là Tết đến rồi, bây giờ chúng ta có thể mua cái dòng này để chúng ta có thể làm quà Tết tặng cho những cái gia đình mà có các cháu á yêu thích đàn rồi nè, có thể các bé sẽ rất là thích luôn ha. Ở đây thì cái dòng này á, thì mình đặc biệt á, là lợi gỗ nha mọi người, size 54. Size 54, có nhiều size nhỏ hơn nó khác nha, có ukulele có nhiều size lắm, nhiều khi bạn thấy giá mà phải phụ thuộc vào size, mà chúng ta không hiểu cứ nghĩ là giá rẻ giá cao vậy đó, thì tùy theo cái size và tùy theo cái loại nữa. Như ở đây á, là các bạn thấy là loại gỗ nha. Rồi các bạn mua về thì các bạn sẽ có một cái bộ sơn màu kèm theo luôn, chúng ta có thể gì sơn theo ý thích của mọi người luôn nha. Đây, còn cái cây bên đây á, là cái thay bằng loại mũ là khác ha. Hả? Cái này thì đã sơn màu rồi, còn cái này là các bạn về tùy ý thích, chúng ta có thể sơn màu nào các bạn thích, trong đó có nguyên cái bộ màu cho các mọi người luôn. Giá của nó là 250.000 một cây đó. Có luôn một cái bộ màu màu sẵn cho mọi người, có dây đeo, có nói chung là trong đó đâu có đồng bộ cho mọi người hết luôn đó. Bảo đảm các bé sẽ rất là thích luôn, ok nha, rất là đẹp luôn, xuất sắc. Rồi mọi người nào có mua cái này thì về làm quà Tết thì cứ liên hệ với Trần Khánh nha. Số điện thoại là của Trần Khánh là 0772 621 62. Ngoài việc tặng quà cho các bé thì các bạn có thể mua về cho con cháu của chúng ta thì chúng ta chơi luôn, các bé sẽ quen dần với âm nhạc, quen dần với gọi là những cái bớt, tức là chúng ta sẽ nó sập quen dần với cái môn vị trí này, bớt những cái chơi game trên điện thoại nhiều ha, ok ha. Rồi cái gì các bạn gọi cho Trần Khánh ủng hộ nha.